Hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì thế thành phố Bạc Liêu đang tăng cường các chốt chặn để kiểm soát, hạn chế người dân ra đường khi không thật sự cần thiết. Bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm chống dịch của cả hệ thống chính trị, thì cũng còn một số ít người dân còn chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Mới đây, Công an phường 7 đã tiến hành lập biên bản một trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, mà còn cự cãi với lực lượng trực chốt. Vào khoảng 10 giờ 45 ngày 14 tháng 9, tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nằm trên đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây phát hiện ông Trương Văn Phê, 61 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Bạc Liêu, điều khiển xe gắn máy đến chốt kiểm dịch. Khi lực lượng nhiệm vụ kiểm tra lý do ra đường của ông Phê trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của ông, thì ông trình bày là đi rút tiền. Ông Phê không xuất trình được giấy đi đường để lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, đồng thời có hành vi cự cãi, nên lực lượng làm nhiệm vụ đã mời ông vào làm việc. Ông Bê bất hợp tác và liên tục gọi điện thoại cho nhiều người. Lực lượng trực chốt quyết định lập biên bản, nhưng ông Bê không ký vào biên bản mà bỏ đi.